Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào. Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Còn tối đến thì hãy dành cho kênh của Trinh một chút thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện. Tối nay, Trinh xin một quý vị cùng đến với truyện ngắn Sự trả giá của tội ác của tác giả Nguyễn Hiền ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 1 Canh ba rồi mà La Phiến không tài nào ngủ được. Tiết trời đã vào hạ tháng 6, mà ở vùng sơn cước này về đêm vẫn còn lạnh buốt. Anh cuộn mình vào tấm chăn để cố dỗ giấc ngủ và rồi cũng tiếp đi lúc nào không biết Bỗng một bàn tay lạnh toát của ai đó Đang kéo chân anh Kèm theo tiếng khóc nỉ non Của một cô gái Em muốn về nhà Cứu em Lạp phiến cố vùng vậy hét lên Cô là ai? Tại sao lại làm phiền tôi? Vẫn tiếng cấp thúc thích của cô gái Em La mùi đây Anh ơi em muốn về nhà Tôi không biết ai cả cô đi đi Miệng nói kèm theo chân anh đạp mạnh vào cô gái đồng thời vùng dậy la lớn bố tôi ra bỗng anh choàng tình giấc thì ra đó chỉ là giấc mơ nhưng tại sao trong tiềm thức của anh vẫn còn văng vẳng bên tai hai chữ la mùi làm anh nhớ lại la mùi là em gái anh đã bị mất tích từ nhỏ ngày đó em lên sáu tuổi còn anh lên mười hai anh em theo mẹ lên nương trồng lúa mẹ đặt em mùi ngồi trước gốc cây và dặn anh trong em nhưng vì mãi chơi mà khi mẹ xong việc quay lại thì không thấy la mùi đâu nữa mẹ gào lên em mùi đâu rồi là phiến ơi hai mẹ con đổ đi tìm nhưng không thấy em đâu có một điều thắc mắc là nếu em đi chơi quanh quẩn rồi lạc đường thì với một đứa bé gái 6 tuổi cũng không thể đi xa được đằng này em như biến mất không để lại dấu vết những ngày sau đó vì nhớ thương em Mà mẹ đau buồn Rồi sinh bệnh mà bỏ cha con anh rồi ra đi Trước khi tắt thở Mẹ vẫn mong ngóng Về đứa con gái bé bỏng Mà không còn cơ hội được gặp lại Cậu bé là phiến Lúc đó mới 12 tuổi Phải thay mẹ lên rẫy làm nương Kiếm hạt lúa về để cha con sinh sống Nhưng anh có cảm giác Cũng từ ngày em mất tích Và mẹ qua đời Thì cha tỏ ra bất mãn Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh theo như cha thì nguyên nhân bé mùi mất tích là do anh ham chơi, không nhìn ngó em. Và cũng vì thế mẹ mới đau buồn mà ra đi. Những trận đòn vô cớ cũng vì thế mà trút xuống cơ thể gầy guộc, đen nhẽm vì nắng và đói từ người cha đang chăm chỉ làm ăn bỗng trở nên nát rượu. Lúc này là viếng lại là lao động chính trong gia đình. Còn cha anh sáng say chiều xỉn bên chai rượu mà anh không cách nào khuyên nhủ được. Mỗi lần anh khuyên cha đừng uống Thì ông lại lôi chuyện cũ ra mà nhiếc mắng Cuộc sống hiu hắt của hai cha con Cứ thế tẻ nhạt trôi đi Cho đến một ngày Anh đi làm về Thì thấy cha nằm ngủ dưới đất Bên cạnh vẫn là chai rượu uống gần hết Lặng lặng xuống bếp nấu cơm Đến khi anh gọi cha dậy ăn cơm Thì ông đã ra đi từ lúc nào Vậy là Là viếng trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ khi anh mới 16 tuổi. Một mình một bóng, anh lập lũi sống trong ngôi nhà hoang vắng lạnh lẽo. Vậy mà, đến bây giờ, cũng đã 10 năm trôi qua, với cuộc sống của chàng trai nơi miền sơn cước. Bỗng nhiên đêm nay, giấc mơ về người em gái mất tích, bỗng hiện về trong tâm trí anh. La Mùi ơi, nhất định anh sẽ đi tìm em. Hãy về báo cho anh một lần nữa. Giờ em ở đâu? Còn sống hay đã chết? Nhất định anh sẽ đi tìm em. Dù với lòng sẽ đi tìm em gái, nhưng phải bắt đầu từ đâu thì chính anh cũng chưa biết. Nhưng anh biết rằng muốn đi tìm em thì phải rời khỏi chỗ này. Việc đầu tiên anh xây mộ phần cha mẹ thật chắc chắn, rồi bán hết lúa gạo để lấy tiền làm hành trang lên đường. Để tồn tại, là phiến làm tất cả mọi việc, miễn là có tiền tiêu và cơm ăn mà không nề hà bất cứ việc gì nên ai cũng quý nhưng có một điều mọi người thắc mắc là hỏi gì anh cũng không nói cho đến một ngày anh xin vào làm cỏ thuê cho một gia đình thầy mo trong vùng vừa nhìn thấy chàng trai thầy mo nước liền gọi anh vào phòng hỏi con có tâm sự gì nói thầy nghe ngập ngừng một hồi anh trả lời con đi tìm em con bằng những câu từ chấp phá và những hồi tưởng cô cậu bé 12 tuổi cũng giấc mơ kỳ lạ vừa trải qua, là phiến kể cho thầy nghe và trình bày nguyện vọng của mình xin được thầy giúp đỡ. Thầy nói anh ra vườn hái vào một lá trầu rồi đưa cho thầy. Thầy nuôi lẩm nhẩm đọc những gì mà anh không hiểu. Bỗng anh giật mình khi thầy chỉ tay ra ngoài cửa nói: "Âm binh, cho cô ta vào đây." Lạp phiến vô cùng hoảng sợ. Bỗng anh có cảm giác Một luồng khí lạnh đang phủ khắp cơ thể Tiếng ông thầy mo vang lên Lên hồn Ngươi tên gì Là phiến không nghe ai nói Mà cũng không nhìn thấy gì Nên ngơ ngác thì thầy mo lại nói tiếp Thời lượng sắp hết Ngươi nói nhanh lên Ngươi tên gì hiện nay đang ở đâu Rồi sau đó Thầy mo nói với anh Em gái anh Có phải tên La Mùi không Cô ta vừa đến đây là phiến lạnh toát sống lưng và vô cùng ngạc nhiên khi thầy mo nói đúng tên em gái mình mà trước đó anh mới kể sơ bộ sự việc chứ chưa hề nói đến tên em cũng như thầy không hề hỏi vậy tại sao thầy lại biết mà gọi đúng tên em mùi chứ là phiến cảm phục chắp tay cúi đầu nghẹn ngào con lạy thầy xin thầy hãy giúp con không hiểu linh hồn em gái nói với ông những gì mà từ đó ông nhíu mày ngồi im không nói thêm một lời nào nữa thấy là phiến cứ loanh quanh mà không dám đứng dậy ông vẫy tay ra hiệu cho anh lui ra ngoài sáng nay mới canh tư ông thầy đã gọi anh dậy làm anh ngơ ngác ngáp ngủ trả lời còn sớm mà thầy công việc làm cỏ hôm qua con cũng làm gần xong rồi đi đến chỗ em gái anh chỉ cần nghe đến hai chữ em gái là la phiến tỉnh ngủ hẳn anh như một con sóc Nên chỉ vài phút đã có mặt đứng bên cạnh thầy Mo Để lên đường Dọc đường đi anh cố gắng Ghi nhớ những điều thầy dặn Hai thầy trò đang trên đường đi Đến phủ nhà họ Trần Đây là ngôi phủ cũ Mộc riêu xanh từ thời xưa Nhưng con cháu họ Trần sau này Vẫn tự cho mình cái quyền hạ khắc Coi thường người nghèo Cũng chỉ vì thất nghiệp, đói khát Mà họ phải tự tìm đến phủ Để xin việc làm và chịu đòn roi ghê thầy mo nói, mà La Phiến vô cùng căm hận, chắc chắn em gái anh bị bắt cóc, bán vào phủ này và bị hành hạ cho đến chết. Bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, anh muốn được vào phủ làm việc, anh muốn được tận mắt chứng kiến sự hạ khắc trong phủ này đến mức nào. Anh muốn được chứng kiến những con người khốn khổ chỉ vì miếng ăn mà bị chúng xem như trâu ngựa. Anh ngập ngừng xin phép thầy. Thưa thầy, Thầy biết con muốn nói gì Tùy cơ ứng biến nhé Con cảm ơn thầy Đi một đoạn Bỗng thầy dừng lại nhìn vào mắt anh Có một điều này Mà chính thầy cũng đang muốn biết Đó là khu thổ mộ của dòng họ Trần Chính thầy cũng chưa được đến đó Mà chỉ được nghe cha thầy kể lại Thầy đang ghi Em gái con cũng đang ở đó Bỗng là phiến quỳ xuống trước mặt thầy Mo Lạy ba lạy Con cảm ơn thầy thầy đã giúp con Đứng dậy đi Đừng làm thế Hãy mạnh mẽ lên chàng trai Chặn được phía trước của con Sẽ còn nhiều gian nan Nhưng ta tin con sẽ làm được Ngỡ ngàng trước vẻ uy nghi Của phủ họ Trần Làm la phiến cứ đứng ngay người Nên thầy Mo phải kéo tay anh Không muốn cho mọi người nhòm ngó Đón tiếp hai thầy trò Là bà quản gia trung tuổi dáng người to béo phóp pháp Giọng nói ồm ồm như đàn ông chào thầy theo tôi vâng chào bà Lạp viếng cứ im lặng bước theo thầy đi vào trong phủ anh còn chưa hết ngạc nhiên về vẻ bề ngoài của phủ rồi lại sửng sốt trước đội giàu có bên trong của phủ họ trần nhớ lại câu chuyện mà thầy mo kể làm anh không khỏi căm phẫn những người nông dân như anh bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn không đủ ăn còn bọn chúng làm gì mà lại giàu có ăn trên ngồi trốc bóc lột sức lao động của những người nghèo như thế này bỗng thầy mo giật giật tay làm anh như sực tỉnh ngước lên gặp cái nháy mắt của thầy thì anh hiểu rằng mình phải hết sức tập trung hai thầy trò theo chân bà quản gia vào đến từ đường thì dừng lại bà quản gia nhìn lá phiến từ đầu đến chân tỏ ý khinh bỉ như không muốn cho anh bước vào vì sợ làm dơ bẩn từ đường đoán được ý của bà ta nên thầy mo trấn an. Thầy trò chúng tôi, trước khi đến đây, đã được tắm rửa sạch sẽ, mong bà bỏ qua. Vì ông thầy mo là khách được bà chủ mời đến, chứ như bà thì tống cổ cái thằng đệ tử ra rồi. Nhưng biết thân phận mình chỉ là quản gia, nên bà không dám làm vật ý chủ nhân mà gật đầu đi vào. Lùi ra. Tiếng thề thế làm anh giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh nghe tiếng bà quản gia trả lời lễ phép. Dạ, bà chủ. Là phiến khẽ mỉm cười. Thì ra, bà quản gia kia cũng chỉ là kẻ hồ người hạ. Ra ai ta đây bên ngoài thôi, chứ vào đây đứng trước bà chủ cũng sợ một phép. Giọng nói ban đầu của bà ta ồm ồm như đàn ông, nhưng khi vào đây bỗng trở nên nhẹ nhàng đến thế. Bỗng anh giật mình khi nghe tiếng quát. Tên kia! Hai thầy trò giật mình, bà chủ đói tiếp nhà ngươi vừa cười cái gì vị la phiến đi đằng sau nên khi anh cười thì thầy mo cũng không biết nghe bà chủ quát làm thầy cũng lúng túng quay lại la rầy học trò còn làm sao thế hả tập trung vào rồi thầy quay sang bà chủ ái ngại xin bà bỏ qua tôi đang hỏi người kia chứ không hỏi thầy phiến vốn là một chàng trai ít nói nhưng không hiểu sao Khi đứng trước tình huống này Anh bỗng nói rất nhanh Dạ xin bà bỏ qua Vì vì bà đẹp quá Thầy mò nghe anh nói như vậy Thì hốt khoảng vội la lên Còn nói gì thế hả Con làm ta tức muốn chết phải không Là phiến không hề sợ hãi Mà vẫn tiếp tục nói Sao thầy lại quá con Thầy nhìn đi bà chủ đẹp lắm Cứ như hoàng hậu ấy Thầy mo nhìn quanh Chợt thầy nhìn thấy con mùi đang đứng ngay sau lưng thì thầy hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra chính con mùi nhập vào anh nó chứ với là phiến thì biết gì tên cung điện hay hoàng hậu tiếng bà chủ cất lên ngươi vừa nói ta đẹp đúng không hãy lại gần đây ngẩng mặt lên nhìn ta là phiến tiến lại gần bà chủ anh ngẩng mặt lên nhìn rồi lại nhoẻn cười bà chủ cứ ngay người trước chàng trai lực lưỡng khuôn mặt chữ điền mũi cao miệng rộng làm bà mê mẩn cả người phải mất mấy phút bà ta mới trấn tĩnh được chợt nhớ lúc này còn ông thầy mo ở trong phòng bà ta nói hôm nay ta cho mời thầy về đây để lập đàn trừ tà cho ta trong ba ngày ba đêm tiền bạc không thành vấn đề thầy yêu cầu lễ lạc thế nào thì nói cho người làm chuẩn bị dạ Vậy tôi xin phép được lui xuống Được rồi, thầy đi đi Nghe thấy phải đi Là phiến vội vàng chạy theo Vì mới gặp lần đầu Hơn nữa đang có ông thầy ở đây Nên bà luyến tiếc nhìn theo bóng chàng trai Đang bước ra ngoài Vừa ra khỏi từ đường Thầy Mo quay lại hỏi Ăn gì mà lúc nãy trả lời trơn tru thế Không bộ chở nhà Nửa ngày cậy không ra một câu Là phiến ngờ ngác Ờ, à, thầy vừa nói gì ạ? À? Còn nãy giờ có nói gì đâu? Nói còn hơn thánh, dám khen bà chủ đẹp nữa. Là phiến, mặt tái mét vội la lên. Chết con rồi, nó nhảm gì vậy trời? Giờ phải làm sao thầy? Thầy mo cười ha hả. <cười> vậy mà bà chủ lại thích mới mệt chứ. Bỗng thầy ghé tay anh nói nhỏ. Cô gái tên là Mùi, đang ở đây. Vậy là em con đã nhập vào con Đúng rồi bỗng thầy mo đưa cho anh một lá bùa rồi dặn Bỏ lá bùa vào người Và tuyệt đối không được lấy ra Anh chưa kịp hỏi vì sao Thì bỗng thấy bà quản gia Đang đi lại Nên hai thầy trò im lặng Là phiến hiểu rằng cuộc chiến đã bắt đầu Nhưng nếu tìm được em gái Thì cho dù có phải gian khổ cỡ nào Anh cũng vẫn quyết tâm để làm Chương 2 Bà quản gia dẫn hai người đến khu vực làm lễ. Bọng gió thổi rất mạnh, kèm theo tiếng rít đến trợn người. Làm giấy tờ tiền vàng mã, đều bay tứ tung, khiến ai cũng khiếp đảm. Ông thầy giơ tay bấm quẻ và cũng vô cùng kinh hãi. Ông biết ở đây âm khí rất nặng và vong rất đông. Sức ông không thể làm nổi, nên nói với bà quản gia. Gió lớn quá, tạm thời dừng lại thôi. Bà quản gia trợn mắt quát Dừng là dừng làm sao Bà chủ đã chọn ngày rồi Gió thì cũng phải làm Bắt hết các vong hồn cho tôi Nhưng Ông thầy chưa nói hết câu Thì vô cùng ngạc nhiên Khi nhìn thấy bà quản gia té xuống đất Hai chân dơ lên trời Mặt trắng bệt Hai mắt trợn trừng Lưỡi thè ra đỏ lòm Trông thật khiếp đảm Thầy nước vẫn đứng làm rầm khấn Túi bảo bối trong túi thầy rung lên liên tục một lát sau gió bắt đầu lặng thì bà quản gia cũng tỉnh lại vừa nhìn thấy La phiến đang đứng gần mình bà xong lại hét lên mày mày tại sao lại xô tao ơ à, tôi tôi mọi người cùng cười làm bà tức tối chỉ có ông thầy là hiểu ai đã làm chuyện này thấy là phiến ngơ ngác miệng lắp bắp không nói nên lời vì sợ thì bà quản gia nghĩ mình đã đoán đúng bà ta định xong lại đánh thì may lúc đó bà chủ cũng vừa kịp đến chứng kiến bà quản gia đang xong lại đánh người của thầy mo thì bà chủ vô cùng tức giận liền hét lên bà định đánh ai thế hả thầy mo là do tôi mời đến vậy mà bà định đánh người ta nhưng cậu ta đánh tôi rõ ràng cậu ta xô tôi té xuống đất bà chủ quay sang phía là phiến hỏi lời bà quản gia nói có đúng không Lúc này thầy mo lên tiếng Thưa bà Hoàn toàn không có chuyện đó Lúc chuẩn bị làm lễ Thì bỗng nổi lên một cơn gió Là mọi thứ bay tứ tung Tôi mới nói với bà quản gia Là gió lớn lắm Tạm thời dừng lại Không làm lễ được đâu Nhưng bà ý bắt chúng tôi phải làm Rồi không hiểu sao Bà ấy té xuống đất Lúc đó Anh Phiến đang ở đâu Nghe bà chủ gọi là Phiến bằng anh Làm ai nấy đều giật mình Ông thầy nói tiếp Chàng trai này lúc đó đang đứng cạnh tôi. Quát mắt nhìn bà quản gia, bà chủ quát. Vậy thì cớ gì mà bà vu cho người ta hả? Đến được bà quản gia ngạc nhiên, bởi hàng ngày việc bà chủ vu oan cho người làm lười nhát để ăn bớt tiền công phải trả cho họ là bình thường. Bây giờ chỉ vì một chàng trai xa lạ mà quay sang giết móc bà thì thật là khó hiểu. Dù sao thì bà cũng là một quản gia lâu năm trong cái phủ này. Bây giờ Bà chủ làm bà mất uy tín trước người làm Thì bà còn nói ai được nữa Ông thầy muốn rút lui khỏi chốn này Vì âm khí rất nặng Mà một mình ông không thể kham nổi Nhưng ông có vẻ không yên tâm Khi thấy bà chủ lại thích là phiến ra mặt Ông muốn lấy cớ gió to Để hoãn ngày làm lễ và rút lui Nhưng quay sang nhìn Thì ông ngạc nhiên khi thấy bà chủ đang đứng sát vào anh ta Hai mắt đông đưa đa tình Thì ông đã hiểu không thể thay đổi được nữa Thưa bà chủ Không ngờ bà chủ lại tỏ ra dễ dãi Gió lớn quá phải không Vậy việc làm lễ có thể dời vào ngày khác Nhưng tôi muốn nhờ chàng trai này một số việc Ông thầy nhìn la phiến Xem phản ứng của anh thế nào Thì thấy anh gật đầu Nên ông trả lời Vậy à, tôi xin phép về trước Rồi quay sang la phiến Ông căng dặn Xong việc bà chủ giao Thì con về sau nhé Dạ thưa thầy Bỗng mọi người xôn xao Chỉ tay về phía bà quản gia Đang xé từng mảnh quần áo ra khỏi cơ thể Giọng vang xin Em xin ông chủ tha cho em Xin ông chủ tha cho em Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại Trên miệng của bà quản gia Còn hai tay thì vẫn tiếp tục xé từng mảnh quần áo Rồi bà quằn quại trên hừ hừ Như đang làm tình với một ai đó Mọi việc xảy ra rất nhanh Làm bà chủ không kịp xử lý Bà ta định kéo tay La Phiến đi nơi khác nhưng tiếng bà quản gia nhắc đến ông chủ Thì bà ta dừng lại Quát mấy người làm đứng gần đó Chú mày còn đứng đó làm gì Kéo bà ta nhốt vào kho Nhanh lên cái ông chủ sắp về rồi Dạ Nhưng khi mấy người vừa đụng vào Thì bà quản gia hét lên Hai mắt trợn trừng trông thật đáng sợ Buông ra con xin bà chủ tha cho con Con không ra khu thổ mộ đâu Con xin bà Là phiến nghe rất rõ tiếng bà ta nhắc đến Hai chữ thổ mộ nhưng vì mới đến Nên tốt nhất anh im lặng không nên tò mò Tất cả mọi việc Đều không qua mắt được con lý người hầu Nó nhìn ngược ngó xuôi Để chờ ông chủ hai trung về mét May mà mấy người hầu Lôi bà quản gia đi rồi Thì cũng là lúc xe ông hai về Con lý nhanh chân chạy ra mở cổng Những lần như thế Thì ông hai biết là ở nhà xảy ra chuyện gì Nên con lý mới sốt sắng như thế Cổng vừa mở là ông đã hỏi ngay ở nhà xảy ra chuyện gì Động trời rồi ông chủ ơi Ông hai trung quát Mày vừa nói gì vậy hả Động là động cái gì Ai dám vào đây làm loạn hả Đúng lúc đó Con Lý chỉ về phía bà hai lại Và La Phiến đang đi ra vườn Bà hai vừa đi vừa túm lấy cánh tay của anh Cố tình ám sát vào người Và tỏ ra yếu đuối Mặc dù rất khó chịu và ghê tởm, nhưng anh cố gồng mình lên chịu đựng. Bởi anh biết chắc chắn la mùi em anh đang ở đây và nhất định anh phải khám phá bí mật của khu thổ mộ lý do gì mà ai khi nghe đến tên cũng đều khiếp sợ nhìn vợ ổng ẹo đi bên trai trẻ mà máu nóng đã bốc lên đầu ông hai trung nghiến răng kèn két thằng đó là ai tại sao lại lọt vào đây dạ anh ta là đệ tử của thầy mo a nước bà chủ cho mời thầy mo đến trụ ta thầy mo đâu Dạ, thầy mo về rồi, bởi gió lớn quá không làm lễ được. Vậy không làm lễ, thì thằng kia sao lại ở đây? Còn Lý ngập ngừng. Dạ, không biết. Còn nghe nói bà chủ giữ cậu ta lại, để bà chủ nhờ làm việc gì đó. Ông hai trùng tỏ ra bực tức, miệng gầm gừ. Được, muốn làm việc á thì có ngay thôi. Sợ dĩ ông nói như thế là ông sẽ cho cậu ta làm cỏ khu thổ mộ nơi mà không ai có thể bén mảng đến. Ông cười vuốt mông con lý, cười giả lả. <laughs> Tốt, ông ghi nhận công của mày. Canh ba đến phòng ông thưởng. Được ông chủ ban ơn, con lý cười tích mắt. Nó chắc mẩm, canh ba đêm nay nó sẽ được ông chủ cưng chiều. Có một điều kỳ lạ là mặc dù nó ao ước có một đứa con với ông chủ, nhưng không hiểu sao mà mãi đến bây giờ nó vẫn không thể mang thai. Sợ dĩ nó theo dõi bà hai lại để báo cho ông chủ cũng không ngoài mục đích được làm chủ cái phủ họ trần này nó trẻ hơn đẹp hơn thì tại sao lại không được chứ trong khi bà hai lại không có con biết bao cô gái đều qua tay ông chủ nhưng không ai có thai cả nó nghĩ đây chính là cơ hội để nó tiến tới từ vườn trở về phòng bà hai lại giật mình khi thấy chồng đang ngồi chờ với nét mặt lạnh lùng bà cố gắng nở nụ cười à ông về từ hồi nào mà tôi không hay ông hai trung nghĩ bụng bà mãi cười tích mắt bên trai trẻ thì làm sao còn nhìn thấy ai nữa nhưng ông cố gắng kìm nén cơn giận mà trả lời tôi đi tìm người làm cỏ chăm sóc khu thổ mộ mà tìm chưa được cố gắng kiếm được một thanh niên khỏe mạnh thì tốt bà hai giật mình có bao giờ ông chồng bà đã phát hiện ra la phiến và muốn đẩy anh vào chỗ chết hay không đã biết bao nhiêu người nhận công việc này Nhưng điều một đi không trở lại Nhưng không hiểu sao Bà lại muốn bảo vệ La Phiến Và không muốn anh làm công việc đó Bà lên tiếng Chưa tìm được Thì cứ từ từ tìm Phải người cao tay mới đảm nhận được việc này Ông Hai Trung im lặng Ý của bà Hai là sao chứ Chàng trai kia là ai Bà ấy giữ lại để làm công việc gì Hay là để thỏa mãn Tính chăm dục của bà mà ông không đáp ứng nổi. Được rồi, ông sẽ bắt quả tang rồi ba mặt một lời xem bà còn chối cãi được không. Canh bà, trời cuối tháng nên rất tối. Còn Lý rón rén đi đến phòng của ông chủ. Cửa không khóa nên nó nhẹ nhàng lẻn vào. Đúng lúc là phiến vì lạ nhà không ngủ được. Anh đi ra khỏi nhà, định bụng đến khu thổ mộ xem có gì. Bỗng anh nhìn thấy một bóng đen đang tiến về dãy phòng của vợ chồng ông bà chủ. Tự kẻ trộm lẻn vào đây rình mò trộm của anh liền bám theo sau khi đến một căn phòng thì anh không thấy bóng đen kia đâu nữa anh nấp vào chỗ kính gần sát căn phòng mà bóng đen kia vừa lẻn vào và bắt đầu quan sát bỗng trong căn phòng đó vọng ra tiếng rên rỉ rồi âm thanh như đang vật lộn thì anh hoảng hốt không biết ai ở trong căn phòng đó có bao giờ tên trộm lẻn vào ăn trộm rồi giết người ta không rất nhanh anh tiến lại sát cửa phòng tay đập cửa miệng la lớn có ai bị sao không có kẻ trộm bà hai lại đang trằn trọc khó ngủ mãi đến canh một mới chợp mắt được một chút bỗng nghe tiếng người la bên ngoài mà rất giống tiếng của chàng trai lúc sáng thì giật mình mở đèn sáng chạy ra bà hỏi lớn ai vừa la kẻ trộm trộm ở đâu thì ra là la phiến anh chỉ vào căn phòng mà bóng đen lẻn vào rồi nói nó vào phòng này chính mắt tôi nhìn thấy anh vừa nói cái gì ai vào phòng của chồng tôi dường như đã đoán ra có chuyện gì đó xảy ra cũng từ lâu rồi bà nghi ngờ con lý tại sao ông hai trung chồng bà lại đòi ngủ riêng nhân cơ hội này bà bắt quả tang xem còn chối cãi nữa hay không mở cửa tiếng bà hai gọi dồn dập làm ông hai trung và con lý trong phòng vội vàng mặc quần áo con lý ôm chặt lấy ông hai vừa khóc vừa van xin xin ông xin ông cứu con bình tĩnh khi ông mở cửa thì đứng nép sau cửa, rồi ông sẽ che cho mà chạy ra. nhớ chưa? Dạ, con sợ lắm, bà chủ giết con mất. Tiếng đập cửa kèm tiếng la của bà hai làm chính ông cũng mất bình tĩnh, gần dòng hỏi từ bên trong. Cái gì mà nửa đêm bà sang phòng tôi đập cửa vậy hả? Bộ không để cho người ta ngủ hay sao? Mở cửa, ông cứ mở cửa rồi sẽ biết tại sao. Cánh cửa vừa được mở ra, bà hai vội xông vào định giơ tay bật sáng đèn, nhưng ông hai đã dùng thân mình đứng chặn bên ngoài, cố ý che cho con Lý lẻn ra. Nhưng khi nó vừa thoát ra khỏi cửa phòng, thì một bàn tay cứng như thép đã túm chặt cổ áo nó mà nhấc lên. "Kẻ trộm, mày chạy đi đâu?" Quá bất ngờ, con Lý hoảng sợ van xin, "Con xin ông tha cho con, con không phải là kẻ trộm." Nhưng tiếng của La Phiến còn nhanh hơn nó, "Anh gọi bà chủ, bà ơi, bắt được kẻ trộm rồi." đang lục lọi trong phòng của chồng mà không thấy ai. Ông Hai Trung được đà chỉ mặt bà hai quát. Bà bỏ cái thói hay nghi ngờ linh tinh đi nhá. Toàn nghĩ tầm bậy không à. Rõ ràng, có người vào phòng ông còn chối. Nó trốn đâu rồi? Ông Hai chưa kịp trả lời, thì La Phiến đã kéo con Lý đến trước cửa. Con bắt được rồi nè bà. Thôi, con đi ngủ đây. Nhận ra là con Lý, bà hai trợn mắt quát. Con kia, quả là mày to gan bạc trời. Nửa đêm dám lén vào phòng ông chủ Mày muốn chết thì để bà cho mày chết Con lý run rẩy Mặt tay mét nhìn ông chủ cầu cứu Nhưng nó không ngờ Ông chủ lại ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác Và nó hiểu rằng Bây giờ nó phải tự cứu lấy bản thân mình Chứ không trông mong vào được người khác Chương 3 Khi bà hai hùng hổ Xông ra cửa định đánh con lý Thì tiếng quát lớn của ông hai trung Làm tất cả giật mình Đứng lại Tất cả còn đang ngơ gác Không hiểu ông hai quát ai Nhưng bà hai cũng dừng lại quay sang chồng hỏi Chứng cứ rành rành như vậy Mà ông còn định chối hả Tôi đang hỏi bà đó Nửa đêm nửa hôm Mà bà cùng trai lỡ ở đây làm gì hả Tình thế bị đảo ngược không ai ngờ Cả bà hai và La Phiến Đều cứng họng Không biết giải thích làm sao Đúng là tình ngay Lý giang Khi trên người bà hai Là bộ đồ ngủ mỏng manh Bà ấp úng Tôi đang ngủ thì nghe tiếng la có kẻ trộm. Bà nói vậy mà nghe được à? Canh ba, bà, bà và trai lạ cùng ở đây mà làm gì? Bây giờ gọi hết người ở cái phủ này xem người ta có tin không? Ông cũng đừng gấp lửa bỏ tay người. Rõ ràng tôi bắt quả tang ông với con lý ở trong phòng. Cái gì? Bà nói con lý nào? Bà thử tìm xem. Bà vội im mặt bởi nhìn quanh thì không thấy con lý đâu nữa. Nhân cơ hội hai vợ chồng bà đang cãi nhau Nên nó đã nhanh chân bỏ chạy về phòng lúc này ông hai cười mỉa mai <cười> thật nực cười bà nói thì phải có bằng chứng bà nói con lý thì con lý đâu bà gọi nó ra đây cho tôi rõ ràng nó vừa ở đây mà chạy đi đâu rồi quắc mắt nhìn về phía la phiến ông hai trung gằn từng tiếng thằng kia lại đây quá bất ngờ và hoảng sợ la phiến đi lại phía ông chủ đầu cúi xuống thật thấp bà hai muốn ra hiệu cho anh nhưng anh cúi đầu nên không nhìn thấy bỗng bóp ông hai trung vung tay đánh thật mạnh vào mặt la phiến làm anh mất đà loạn choạng suýt té vội van xin xin ông chủ tha mạng tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi giọng ông chủ rít lên tao đã hỏi gì đâu mà mày nói là hiểu nhầm đúng là vạch áo cho người xem lưng con thấy ông nói oan cho bà bóp lại một cái tát nữa làm la phiến chảy máu miệng ông ta rít lên Mày là cái thá gì mà lại còn bên vợ tao hả? Hai đứa mày, mèo mã gà đồng ngay trước mặt tao, giờ còn to miệng. Thấy là phiến bị đánh, bà hai lại trợn mắt hét lên. Này, ông đừng thấy đêm hôm tôi không nói mà làm càng. Anh ta là người của thầy Mo A nước, do tôi mời về đây. Vậy thầy Mo đâu? Tại sao chỉ có mình hắn ở trong phòng của bà? Bà hai đuối lý. Lúc này ông hai túm cổ áo của La Phiến, kéo ngứa mặt anh lên rồi gần từng tiếng. Việc mày lén phén với bà hai Thì tao sẽ truy cứu sau Còn bây giờ mày làm sai Thì mày phải bị phạt Nếu không vì mục đích đi tìm em gái Thì La Phiến đã muốn đắm thẳng vào Cái bản mặt nung núp mở của tên Hai Trung Nhưng em anh đang ở đây Nhất định anh phải bình tĩnh và chịu đựng Cho dù đó là hình thức gì Anh nhìn ông ta trả lời Y ông là sao Hà như vậy là mày công nhận Ngủ với bà chủ rồi đúng không Hai việc đó hoàn toàn khác nhau Tôi không làm thì không nhận Nhưng tôi muốn biết Ông định dùng hình phạt nào với tôi À Thằng này láo Mày dám cãi lại lời ông đúng không Là phiến tình trả lời Thì lá bùa mà thầy Mo đưa cho anh Bỗng rung lên Mặc dù chưa hiểu tại sao Nên anh định đứng dậy đi ra ngoài Lấy xem sao Nhưng khi là phiến vừa bước ra khỏi cửa Thì trong phòng Ông Hai Trung bị một kẻ vô hình Cứ thế đám đá túi bụi Thấy thế bà hai lại vội la lên Ông làm sao thế hả Chảy máu miệng rồi nè Ngày tức thì bà ta cũng bị ngay một cái tác vào miệng Trù tréo ui da, sao ông lại đánh tôi hả Tôi đánh hồi nào Bà không thấy hay sao Thấy lạ là phiến định xông vào Cứu bà hai Nhưng không hiểu sao chân anh cứng đơ không nhúc nhích Một điều kỳ lạ nữa Là khi anh bước ra khỏi cửa Thì lá bùa cũng không còn trung lên nữa Thôi thì cũng không nên ở đây lâu tốt nhất rút lui về phòng mặc dù bị đánh nhưng khi tỉnh dậy thì ông hai vô cùng hoảng sợ ông hai với khuôn mặt sưng vù môi dập máu ngạc nhiên hỏi vợ thằng đã đâu rồi bà hai bò lồm cồm ngồi dậy làm sao tôi biết tôi nghi lắm tại sao lúc nó đi ra ngoài thì tôi bị đánh bị ông đánh thì nó phải chạy ra ngoài là đúng rồi nghi gì nữa nhưng chính bà cũng ngạc nhiên trong phòng chỉ có tôi và ông Vậy là ai chứ hay là Chỉ nghĩ đến đó thôi Là bà đã co rúm người lại Nếp sát vào lưng chồng Bà nói rất khẽ Ông biết sáng nay Ma nó nhập vào bà quán gia Rồi nói gì không Không cần bà nói gì Thì ông cũng biết hồn ma đó nói gì Bây giờ chỉ có cách Dẹp cái khu thủ mộ kia đi là xong Chợt nhớ đến La Phiến Ông hỏi Chàng trai kia là ai Bà giữ làm gì bộ đi phục vụ cho bà hay sao nói tầm bậy không à vậy bà giữ nó làm gì bà hai có vẻ bí mật lúc thầy mo làm lễ bỏ một cơn gió thổi đến từ khu thủ mộ tôi thấy ông thầy tái mặt rồi lấy cớ gió lớn nên dừng lại lúc đó bà quản gia không biết lại vẫn bắt ông ta làm vậy là nó tức giận nhập luôn vào bà ta tôi hiểu rồi bây giờ cho cậu ta ra ngoài đó làm các con ma nữ thấy chàng trai còn trẻ là sẽ buông tôi ra đã bao nhiêu người bỏ mạng ở đó rồi suy nghĩ một hồi ông hai trung nói ngày mai tôi yêu cầu nó vét cái ao ở khu thổ mộ bà tuyệt đối không được có ý kiến không được cái ao đó không hiểu sao tôi cứ ám ảnh bởi cái ao ở khu thổ mộ ngày mai yêu cầu tên kia phải làm việc này bà hai cảm thấy lo sợ bởi tất cả các cô gái ngủ với ông chủ đều bị mất tích một cách bí mật một khi bà không có con thì cũng không ai có được nhiệm phúc đó với ông chủ. Nếu là phiến vét cái ao đó thì những bí mật đều lộ hết, nhưng có ai bắt quả tang bà đẩy các cô gái xuống đó đâu mà đổ cho bà. Nghĩ vậy bà gật đầu. Được, tôi đồng ý. Cả đêm không ngủ được, mãi canh nằm là phiến mới chợp mắt được một chút thì nghe tiếng đập cửa làm anh tỉnh giấc. Dậy ngay. Có chuyện gì thế? Lên gặp ông chủ nhanh lên. Anh hốt hoảng Có bao giờ vì chuyện bắt trộm tối qua Mà anh bị ông chủ làm khó hay không Dừng cây ngay không sợ chết đứng Anh không làm gì sai Thì cớ gì mà đổ tội cho anh chứ Nghĩ vậy nên là phiến vội đi đến phòng ông chủ Thì thấy khóa cửa Anh đi thẳng đến từ đường Hai vợ chồng ông chủ đang uống trà rất tình cảm Làm anh ngạc nhiên Bởi tối qua anh chứng kiến hai ông bà chửi đánh nhau cơ mà Nhưng thôi kệ người ta Anh chỉ muốn biết ông chủ cho gọi anh lên có việc gì vừa thấy bóng la phiến ông hai trung bỗng cười sởi lởi <laughs> nghe nói anh lội đàm giỏi lắm phải không la phiến thật thà dân nghèo chúng tôi ai cũng đều bơi lội giỏi cuộc sống mà nhìn cơ bắp anh rắn chắc thế kia là đủ biết rồi ông chủ cho gọi tôi lên đây có việc gì không bị hỏi bất ngờ ông hai tỏ ra lúng túng hờ ừ, ờ à, cũng có chút việc muốn vợ anh làm tiền công không thành vấn đề Tôi chỉ mừng rẫy thôi Còn cúng lễ thì phải ông thầy tôi mới kham nổi Hai Trung cười Thì đó đó Tôi muốn giao cho anh lỗi xuống vết cái ao nơi khu thổ mộ Nghe hai chữ thổ mộ Là phiến tò mò Thưởng việc gì Chứ vét ao tôi làm thường xuyên Ao có cá thì càng tốt Bà hai tái mặt Ai mà dám ăn cá ở cái ao đó chứ Bà liếc mắt sang nhìn chồng Rồi lẳng lặng đứng dậy rời đi Sau khi nhận việc từ ông chủ thì la phiến theo chân người làm dẫn anh đến khu thổ mộ thật ra đây là khu đất dùng để chôn người chết cây cối hoang vu rậm rạp người làm chỉ cái ao trong khu thổ mộ rồi nhanh chóng rút lui làm la phiến chưa kịp hỏi câu nào anh chưa làm ngay mà đi tiếp vào trong đây đó thấp thoáng những ngôi mộ mà tấm bia khắc chữ trung quốc khu này rõ ràng không có người trông coi nên không nhìn thấy chân hương chứ nói gì đến hoa và trái cây vốn hay lam hay làm la phiến bắt đầu nhổ cỏ đắp những ngôi mộ bị sụp lún anh chăm sóc đến ngôi mộ nào thì đều làm rậm, khấn xin phép tôi là la phiến tôi không biết đọc chữ trung quốc nên không biết người dưới mộ là ông hay bà bao nhiêu tuổi thôi thì có duyên nên tôi mới gặp các vị hãy cho phép tôi được chăm sóc cho các vị sạch sẽ mát mẻ vậy là chỉ một ngày anh đã dọn sạch sẽ các ngôi mộ xung quanh cái ao chợt nghĩ đến nhiệm vụ được giao nhưng nhìn mặt trời đã xế bóng nên anh nghĩ ngày mai sẽ làm vì khu tổ mộ cách xa phủ nên anh tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm rồi mai lại làm tiếp cả ngày làm mệt nên chẳng mấy chốc mà anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết bỗng cai đó nâng bỗng anh lên rồi ném xuống ao mặc dù đang ngủ nhưng khi gặp nước thì là phiến tỉnh hẳn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ai mà lại ném anh xuống ao chứ Việc lội vào bờ đối với anh quá dễ dàng Nhưng thật kỳ lạ Có cảm giác một ai đó Ở dưới nước kéo ghi chân anh lại Cố nhấc chân lên Thì lại bị kéo xuống Quá bực mình anh la lên Tôi là La Phiến Sợ dĩ tôi đến đây để tìm em gái tôi Tên là La Mùi Em tôi có về báo mộng cho tôi Đi tìm để đưa em trở về Nếu chẳng may tôi mạo phạm đến mồ mã của các vị Thì xin bỏ qua Vừa khấn xong Thì thật kỳ lạ Hai chân anh không còn bị kéo nữa mà lội vào bờ nhẹ nhàng vậy là từ đó cho đến sáng anh không thể nào tìm lại được giấc ngủ suy nghĩ và sâu chuỗi những sự việc đã xảy ra kể từ ngày anh đến đây anh thấy ở cái phủ nhà họ trần này quả là phức tạp anh nghe nói những người chết oan thường rất linh thiêng vậy nếu không có ma thì tại sao anh lại bị ném xuống ao rồi tại sao khi nghe anh khấn thì lại buông tha cho anh những lời bà quản gia nói hôm nào anh còn nhớ rất rõ hồn ma nhập vào bà ta nhất định là một cô gái nhưng tại sao bà ta lại nói đi nói lại rất nhiều lần câu con xin ông tha cho con xin bà đừng giết con vậy ông và bà mà cô gái phan xin là ai có phải là ông bà hai trung không cô gái đó giờ ở đâu còn sống hay đã chết nhất định anh phải tìm hiểu cho rõ trời đã chuyển sang canh hai mà la phiến chưa về làm ông bà hai lo lắng và sợ hãi chẳng nhẽ anh ta đã gặp chuyện gì rồi đã vét được ao chưa ngày mai ông phải sai thằng tèo đi đến nơi dò xem tình hình thế nào mà cũng lạ là cái phủ này mấy đứa người làm không biết có nghi ngờ gì không mà hễ có việc sai ra cô thổ mộ là đứa nào cũng từ chối có bao giờ chúng nó nghe hay biết được chuyện gì không còn tại sao ông lại đêm nào cũng mơ đến cái ao dưới cao đó là có gì những đứa con gái đã bị ông hãm hiếp đều được bà hai vợ ông cho tiền rồi bỏ xứ mà đi. Bà hai giải thích là không được để lộ ra chuyện ông hại đời con gái nhà người ta, nên đền bù cho họ một số tiền cho em rồi thả người ta đi một nơi khác không ai biết. Bỗng tiếng hét thất thanh của bà hai, vợ ông trong buồng tắm. Từ ngày bà quán gia bị ma nhập là bà hai sợ không dám ngủ riêng. Bà trở về phòng hai vợ chồng để có gì cũng đỡ sợ. Ông hai vội hốt hoảng chạy vào thì thấy bà hai đang nằm dưới đất vội ẩm lên giường như khi ông chạm tay vào người bà thì bà cứ co rúm người lại và miệng nói lảm nhảm câu gì đó xin tha cho tôi đừng giết tôi ông hai cũng vô cùng lo sợ tại sao tâm ông không được yên rõ ràng cái phủ này có ma bà quản gia đã bị nhập rồi bây giờ đến lượt vỡ ông nhưng tại sao mỗi lần đụng đến nước thì bà hai lại kêu rú lên tỏ ra vô cùng sợ hãi Chương 4 Nghe vợ kể Mà ông hai vô cùng hoảng sợ Bà hai kể mỗi khi bà tiếp xúc với nước Thì lại có tiếng nói vang lên Trả mạng tao đây Ông hai nói với vợ Bà cho người đi mời thầy cao tay Về trường tà Thì cái phủ này mới sống yên ổn được Cũng tại ông hết Nếu không thì tôi đâu phải làm như vậy Tại bà không sinh con Cho nên tôi mới phải kiếm bên ngoài chứ Thôi ông im đi đừng có vạch áo cho người xem lưng. Trời còn chưa sáng rõ, thằng tèo được lệnh của ông hai đi ra khu thổ mộ xem tình hình thế nào. Hắn không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa nhìn lại. Bỗng hắn giật mình khi thấy có nhiều đốm lửa đỏ như ma trời bay lập lệ đang tiến về phía hắn, làm hắn thần hồn nát thần tính, vội bỏ chạy về phủ, miệng la lớn: có ma, trong phủ có ma! cả phủ náo loạn, ai cũng nhìn trước ngó sau mắt lắm là lắm lét nhưng tuyệt đối không ai dám lên tiếng mấy người làm vườn dậy sớm để đi làm cũng vội vàng chui vào phòng đóng chặt cửa lại bỗng ngoài cửa có tiếng gọi lớn bà hai ơi mở cửa đang coi rúng người trong phòng khi nghe tiếng thằng tèo chạy từ khu thổ mộ về la lớn bà hai bỗng nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng giống như tiếng con thầy mo a à nước liền nói với chồng hình như tiếng thầy mo gọi ngoài cổng ông chạy ra xem có phải không ông hai trung lao nhào ông gọi bà chứ có gọi tôi đâu quá tức giận bà hai trợn mắt rít từng chữ đúng là đồ đồ gì bà thử nói tôi xem biết mình lỡ lời nên bà im bặt vội mở cửa đi ra ngoài kêu mấy người làm nhưng lúc này ông thầy mo cũng đã vào đến nơi bèn lên tiếng chào bà cậu La phiến đâu rồi bà hai ấp úng à, cậu ta cậu ta thằng tèo đứng ngay gần đó Hồi lên tiếng Thằng đó bị máu thủ mộ bắt rồi Ông thầy mo vẫn cứ đưa tay bấm Miệng lẩm nhẩm Khấn thần chú Một hồi sau ông quay về phía bà chủ nói Cho người Dẫn tôi đến khu thủ mộ Nhanh lên Bà hai gọi thằng Tèo Tèo đâu Dạ con nè Mày dẫn ông thầy Đến khu thủ mộ nhanh lên Thằng Tèo run rẩy Mặt tay mét phan xin Con xin bà Sai người khác khó khăn lắm con mới thoát được về đây con xin bà tha cho con lúc này ông thầy mo mới quay sang hỏi bà hai khu thổ mộ vong rất nặng bà định giết đệ tử của tôi hay sao tôi không có ý đó cậu ta muốn được đi ra ao bắt cá chỉ đường ra thổ mộ cho tôi miệng nói nhưng chân ông thầy mo đã bước ra tới cửa thấy vậy bà hai quát thằng tèo mày còn đứng đó làm gì đi theo thầy nhanh lên Cực chẳng đã Thằng Tèo đành luống cuốn chạy theo Khi ra gần đến khu tổ mộ Thì nó dừng lại nấp vào một gò đất Lúc này trời cũng đã chuyển canh năm Ông thầy mo cứ vừa đi vừa niệm thật chú Lúc tiến sát bờ ao Thì ông nhìn bao quát xung quanh Nhưng không nhìn thấy bóng dáng của la phiến đầu Lá bùa bản mệnh của anh Thì vẫn rung bần bật Và mỗi lúc một nhanh Chứng tỏ anh đang gặp nạn Bỗng hai chân ông như có người Lôi về hướng bờ ao và ngay lập tức ông tiến nhanh về hướng đó quả nhiên ông thấy la phiến đang ngập lặng dưới nước giống như đang đánh nhau với một người vô hình nào đó hiểu rằng anh đang gặp nạn ông thầy lấy ra ba lá bùa rồi niệm thần chú xong ông ném xuống ao nơi mà la phiến đang ngập lặng quả nhiên mặt nước đang sôi sùng sục bỗng im lặng cũng như la phiến người cưng đơ đứng một chỗ không nhúc nhích ông thầy mò lại gần rút ra lá bùa bản mệnh của anh và niệm thần chú Quả là hiệu nghiệm khi La Phiến như chợt tỉnh giấc mơ, quay về phía thầy Mo, la lên mừng rỡ. Thầy ơi! Như người bị thôi miên, La Phiến lội lên bờ, đi về phía cánh tay đang vẫy của thầy. Khi còn cách khoảng một mét, thì thầy Mo dừng tay lại, buông thòng xuống. Cũng là lúc toàn thân cơ thể của La Phiến đổ xuống, và lúc này thầy Mo giơ tay ra đỡ. Đặt La Phiến nằm xuống đắp cỏ trước mặt, thầy Mo niệm thần chú và hô hấp nhân tạo cho anh tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh mà anh không hiểu gì cũng như không nhớ chuyện gì vừa xảy ra đến khi thầy mo đưa lá bùa bản mệnh của anh ra gọi tên thì lúc đó anh mới tỉnh hẳn khuôn mặt trắng bệch như không còn hột máu và đôi mắt vẫn chưa hết kinh hoàng là viếng kể cho thầy nghe từ khi anh được ông chủ giao cho công việc vét cái ao ở khu thổ mộ này ban đầu anh chỉ nghĩ rằng vét ao là công việc anh thường làm hơn nữa anh đang muốn ra khu thổ mộ để tìm manh mối của em gái mình nên nhanh chóng nhận lời. Có một điều khiến anh không hiểu, đó là có một ai đó cố tình dìm anh xuống nước, nhưng lại có người vật lộn để cứu anh. Nhiều khi anh tưởng chừng không thể nào chống cự nổi, và người cứ chìm dần, chìm dần như không còn sinh lực nào trong cơ thể. Nhưng rồi có bàn tay của ai đó lại nâng anh lên. Người cứu anh có thể là cô La Mùi. Tiếng ông thầy Mo nhắc đến hai chữ La Mùi làm anh như được truyền thêm sức mạnh là phiến xúc động hỏi thầy vậy là em con đã chết và cũng ở dưới cái ao này ông thầy mo lặng lẽ gật đầu hai mắt vàng đỏ căm hờn là phiến nghiến chặt hai hàm rang tỏ ra căm phẫn khốn nạn khốn nạn quá nhất định con sẽ không tha cho kẻ nào đã hãm hại em con vấn đề kẻ đó là ai việc đầu tiên là phải tìm được hài cốt của cô la mùi trong số những bộ hài cốt kia sau đó chúng ta sẽ tìm ra kẻ thủ ác Đã hại chết cô ấy Và những cô gái khác Lạp Phiến im lặng Nếu đúng như lời thầy Mo vừa nói Thì em gái anh đã không còn nữa Ngày em bị mất tích Còn quá nhỏ nên không có nhiều ký ức Hơn 10 năm qua Nếu như còn sống thì em gái anh Cũng đã là cô gái 20 tuổi rồi Lạp viên cô nhớ lại khuôn mặt của em gái mình Nếu như bây giờ gặp lại Thì anh cũng rất khó để nhận ra Huống hồ em đã mất Việc tìm hài cốt của em Chẳng khác nào mò kim đáy bể Tiếng ông thầy vẫn nói bên tai Cô nhớ xem Cô gái đó có đặc điểm gì không Dạ Em con mặt tròn Hai mắt to đen lấy Ông thầy la lên Khẩu tính lại giùm tôi Bây giờ những thứ đó đâu còn nữa Em có tật dễ chân không Việc này đối với trí nhớ Của một cậu bé mới hơn 10 tuổi Quả thật rất khó Bỗng lá bùa trong người anh thường mang theo Rung lên từng chập Là phiến nói với thầy Lá bùa của thầy đưa con Làm phiền con quá à Con trả lại thầy không mang nữa Không được lấy ra Nếu không có nó Thì cậu không còn sống để mà ngồi đây đâu là phiến nghe thấy thế thì thất kinh hồn vía Anh thầm cảm ơn thầy đã cứu mạng mình Chợt nhớ lá bùa vẫn rung Nên anh đứng dậy nói với thầy Mo Con muốn đi ra đằng kia một chút tay anh chỉ về một hướng, nhưng chân anh lại bước đi về hướng khác. Thầy Mo vẫn im lặng theo dõi xem anh đang làm gì. Đi qua ủ mối bên tay phải là phiến cứ thế lội xuống nước rồi cúi xuống như mò tìm một cái gì đó. Ngập lặng một hồi rồi anh lại lên bờ. Cuối cùng người ngợm ướt hết nhưng cũng chẳng thấy gì. Ông thầy Mo liền hỏi. Cậu làm gì đấy? Con có làm gì đâu? Mặt trời bắt đầu le lói Ông thầy vẫy tay gọi anh trở về phủ Nhưng anh không muốn về Mà vẫn muốn ở lại để tìm em mình Thế là phiến còn chần chừ Nên ông thầy chỉ vào mặt anh rồi quát Nhà ngươi hãy buông nó ra Nếu giỏi thì bắt kẻ nào đã hại mình chứ Đồng thời Ông rút cây roi dâu Vụt khắp người la phiến Miệng làm nhầm khấn vái Một lúc sau anh như tỉnh hẳn Rồi theo thầy ra về Trước khi vào ngủ ông thầy mo căn dặn anh phải hết sức cẩn thận việc ông bà hai có là kẻ ác hay không thì cũng chỉ mới là dự đoán nhiệm vụ của anh bây giờ là lấy cảm tình của bà quản gia hoặc một cô gái nào đó đã ở trong phủ một thời gian dài là phiến thắc mắc thầy nói như vậy là có ý gì phải nắm được trước đây những ai đã ở phủ này nhất là con gái đẹp bởi thầy nghe nói ông chủ thường hay ve vãn các cô gái nhà lành rồi hãm hiếp họ một vấn đề là các cô gái sau khi qua tay ông chủ thì liền biến mất. Liệu họ được tự do hay đang ở trong cái ao đó? Tất cả cũng chỉ mới là giả thiết. Nhiệm vụ của anh là lấy thông tin từ một người làm trong phủ này. Từ đó mới có kế hoạch để điều tra. Thấy hai thầy trò từ khu thổ mộ trở về, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhất là hai vợ chồng ông chủ vừa nhìn thấy la phiến bà hai lại buộc miệng la lên. Ờ, à, vẫn còn về được à? biết mình lỡ lời, bà hai vội im bặt. thấy thế ông hai vội đỡ lời vợ. nếu thấy khó vét quá thì bỏ đi. cái ao đó cũng bỏ hoang lâu rồi. mai mốt cho người lắp đi là xong. sao lại lắp chứ? phải vét mang cá về cho ông bà chủ ăn. cá ở ao đó béo lắm. bà hai dậy nảy lên. không, tôi không ăn cá đó đâu. vận tiếng ông thầy mò cười. <cười> bà chủ sao vậy? nghe nói cá ở đó béo lắm nhất định phải mang về cho nhà bếp nấu chứ ông bắt đầu quan sát ngoài bà chủ thì còn bà quản gia cũng đang bịt miệng to vẻ đôn oẹ nháy mắt về phía la phiến ông hất hàm về phía bà quản gia nói la phiến còn đến chăm sóc bà quản gia đi la phiến người ngườm ướt sủng đi nhanh về phía bà quản gia bất ngờ anh vòng tay ôm ngang lưng bà ta bị bất ngờ khi chàng trai ôm mình, bà quản gia bỗng bụm miệng nôn thóc nôn tháo bởi một mùi tanh nồng toát ra từ người anh ta. Bà ta la lên, tránh ra, tàn thúi quá chừng đi. Nhưng bà ta càng đẩy ra thì anh càng ôm chặt lại, làm bà ta cứ cứng đơ như khúc gỗ. Bà ta càng đô ngoẻ thì anh lại càng quan tâm. Lúc bàn tay quanh đưa lên định vuốt mặt thì bỗng bà ta quỳ sụp xuống, lết về phía bà hai, lại liên hồi. Con xin bà hai, đừng giết con, con xin bà đừng giết con. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà quản gia tiếp tục quay sang, chấp lại ông Hai Trung, cũng đang như hóa đá giữa sân. Con xin ông, con lại ông cứu con. Ông muốn làm gì thì làm, nhưng xin bà tha mạng cho con. Một thoáng bất ngờ, ông Hai Trung tiện chân, định đá thẳng vào người bà quản gia, quát lớn. Bà đang nói nhảm nhí gì đấy hả? Tụi bay đâu? Lôi bà ta nhốt vào kho, nhanh lên! Nhưng ông thầy mo đã tiến lại Tay giơ ra ba lá bùa Rồi nhìn bà quản gia hỏi Dừng lại, nhà ngươi tên là gì? Dạ, con tên là La Mùi Con bị bắt cóc đưa về đây Cùng các cô gái khác Nhưng tất cả các cô gái đều bị ông chủ hãm hiếp Rồi sau đó bà chủ cho uống thuốc độc đến chết Rồi sai người ném tất cả xuống ao để phi tan Nói láo Ông Hai Trung định xong lại đánh bà quản gia Nhưng tay của La Phiến như hai gọng kìm Bóp chặt làm ông ta đau điếng ngăn lại Tiếng ông thầy vẫn tiếp tục hỏi bà quản gia Lúc bị ném xuống ào Người có nhận ra ai đang ở đây không Chính bà ta Bà chủ hay lại Bà ta còn nói vì bà ta không có con Nên ông chủ cũng phải chịu tuyệt tông Bà không cho phép bất kỳ cô gái nào Được có thai với ông chủ Tất cả đều phải chết Bóp Một cái tác như trời giáng Từ tay ông chủ giáng thẳng vào mặt bà hai Bà ta khóc bù lu bù loa Ông tại sao ông lại đánh tôi Bà Ông hai nghiến răng chỉ vào mặt vợ nói tiếp Chính bà đã làm việc này Tại sao Tôi đã không có con Thì ông cũng đừng mơ có con với người khác Chúng mày đều phải chết Bà ta chưa nói hết câu Thì hai tay của ông chủ Đã xong đến bóp cổ bà ta thật chặt Miệng lãm nhảm Cho mày chết Cho mày chết Bà hai bị chồng bóp cổ, hai mắt trợn ngược, lệ lưỡi đỏ lòm, trông thật khiếp đảm. Mọi việc xảy ra quá nhanh, làm không ai kịp ngăn cản. Khi Như chợt tỉnh lại và vội buông tay khỏi cổ vợ mình thì bà Hai đã tắt thở từ lúc nào. Lúc này ông Hai Trung như người điên loạn, gào thét chạy khắp nơi, cuối cùng người ta tìm thấy xác ông nổi lên dưới ao khu thổ mộ. Thầy mo làm lễ rồi mọi người cùng vét ao, đưa những bộ xương người chôn cất đàng hoàng nơi khu thổ mộ, tổng cộng là 12 người. Những tội ác của vợ chồng bà hai và những bí mật nơi thổ mộ đã được làm rõ. Sống ở đời, có luật nhân quả rõ ràng. Vợ chồng ông bà hai trung ăn ở thất đức, cuối cùng vẫn là tuyệt tông. Đời là thế, hãy lấy đó làm bài học để răng dạy cho mình, hãy sống thiện lương.